xin chào quý phụ huynh và các con thân mến. Còn hơn một tuần nữa thì đã đến Tết rồi đó. Vào những ngày này thì các con có phụ giúp ba mẹ của mình không? Các con được phụ giúp ba mẹ làm những công việc tùy theo sức của mình nhé các con. Ngoài ra thì ba mẹ còn trang trí nhà cửa cho thêm đẹp nữa đó. Vì vậy hôm nay cô Nhi sẽ hướng dẫn, sẽ chia sẻ cho các quý phụ huynh cách làm lồng đèn để trang trí ngày Tết nhé. Để bước vào bài học thì cô mời các con cùng hát với cô bài Bánh Chưng Xanh. Các con ơi, vào dịp Tết đến xuân về thì các con sẽ thấy người ta treo rất nhiều lồng đèn màu đỏ, không chỉ ở trong nhà, ngoài sân, ngoài ngõ và còn ở ngoài đường lớn nữa. Thì ý nghĩa của việc treo lồng đèn là đem lại sung túc và hạnh phúc cho mọi người đó con. Bây giờ cô Nhi mời các con cùng xem một số hình ảnh về việc ta trang trí lồng đèn để đón Tết nhé. Mời các con. Các con ơi, các con thấy người ta trang trí lồng đèn có đẹp không? Để làm được lồng đèn thì các con nhờ ba mẹ chuẩn bị cho các con những nguyên vật liệu như sau. Chúng ta sẽ sử dụng giấy bìa màu đỏ, màu vàng, băng keo hai mặt và kéo các con. Bây giờ cô Nhi mời các con cùng chú ý lên màn hình và quan sát xem cô thực hiện nha. Thank you.
Cô vừa hướng dẫn các con cách làm lồng đèn để trang trí ngày Tết rồi đó. Cô hy vọng sau bài học này, các con làm ra được làm ra nhiều lồng đèn hơn và để trang trí cho nhà cửa mình thêm đẹp nữa các con. Năm mới, cô Nhi xin chúc gia đình các con nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài phát lộc và chúc các con càng thêm một tuổi mới ngoan hơn, học giỏi hơn và có nhiều sức khỏe để sau Tết mình sẽ đi vào trường để học với các con. Xin chào các con.